Xin chào và chào mừng các bạn đến với video cập nhật chiến sự Ukraine trực tiếp trên bản đồ ngày 30 tháng 10. Trong video này, chúng ta sẽ cùng thảo luận về những diễn biến mới nhất vừa xảy ra tại Ukraine trong 24 giờ qua theo khung giờ địa phương. Bắt đầu với tiền tuyến Nam Donetsk, trong ngày hôm nay, chúng ta có rất nhiều thay đổi trên mặt đất ở khu vực lân cận Bohoyavlenka. Và đây không chỉ là những thay đổi được các mapper thông báo, mà chúng còn có cả những video xác minh đàng hoàng. Cùng đi vào chi tiết các diễn biến. Đầu tiên, chúng ta có video này được quân đội Nga đưa lên, cho thấy một đợt tấn công của họ với nhiều tăng thiết giáp. Tuy nhiên, đối với video này thì nó chỉ xác nhận những bước tiến cũ của quân đội Nga từ trước đây mà thôi. Thứ hai là video này, ta có thể quan sát được một dãy chiến hào khá kiên cố. Nội dung thì là cách mà quân đội Nga tấn công và chiếm lấy dãy chiến hào này. Sau đó thì họ cắm được lá cờ của mình xuống. Cũng trong buổi sáng ngày 28, chúng ta có mapper trung lập và mapper thân Ukraine đưa lên thông báo, cho biết rằng quân đội Nga đã thành công đột phá xác Stalker cũng như là Bohoyavlenka. Vậy ban đầu thì những tin tức này cũng như mọi ngày, chỉ cho đến khi mà ngay trước khi mình làm video này thì chúng ta mới nhận được một video rất quan trọng từ phía quân đội Nga. Cùng xem video này, ta thấy một nhóm lính xung kích Nga đang di chuyển dọc theo một hàng cây. Nhìn vào hình dáng của nó thì lập tức các bên đã xác định luôn nó chính là hàng cây này trên hệ thống bản đồ. Các quân nhân Nga này thì đang di chuyển từ phía Nam lên phía Bắc, và đến giây thứ 8, ở đường chân trời ta có thể nhìn thấy một khu định cư. Ở giữa khu định cư có một cái hồ lớn, chính là Yasna Polyana ở trên hệ thống bản đồ. Chúng ta có thể nhận ra được luôn. Vậy khả năng cao là lúc đó nhóm quân này không phải đang di chuyển đến khu định cư để phát động tấn công, mà chính xác phải là quân đội Nga đã có mặt ở đó từ trước, và họ đang tiếp tục di chuyển đến đó để chi viện. Vì thế mình cho rằng chỉ trong khoảng một thời gian ngắn nữa, chưa cần biết có video xác minh hay không, thì quân đội Nga sẽ kiểm soát toàn bộ hoặc ít nhất là từ 30 cho đến 50% Yasna Polyana. Còn vào thời điểm mình đang làm video này thì giao tranh đã và đang diễn ra rất khốc liệt rồi. Chưa hết, video này còn có phân cảnh thứ hai nữa và nó cũng quan trọng không kém. Một quân binh Nga đang di chuyển bên trong một khu định cư thì phát hiện ra thứ gì đó với khả năng cao là máy bay không người lái của quân đội Ukraine. Vì thế anh ta đã vội vàng tìm chỗ ẩn nấp. Phân cảnh được xác minh vị trí chính xác ở khu vực đông bắc của xác Stalker cũng xác nhận luôn rằng người Nga đã mở rộng thêm phạm vi kiểm soát của họ. Dựa vào video này hay là hai phân cảnh vừa rồi, hầu hết các mapper hiện giờ đều đã thay đổi hệ thống bản đồ của họ. Cùng nhìn lại diễn biến suốt những ngày vừa qua, chính xác thì quân đội Nga đã phát động chiến dịch của họ vào ngày 24, và tin tức đầu tiên chúng ta nhận được là ngày 25, khi mà có kênh tin cho biết quân đội Nga đã thành công tiến sát đến xác Stalker dưới kết quả của một đợt tấn công, đồng thời mở rộng phạm vi kiểm soát ở khu vực xung quanh của Novoukrainka. Đến ngày 27 thì tiếp tục là các tin tức cho biết quân đội Nga đã dấn sâu hơn nữa về phía cả hai thị trấn, và cuối cùng là đến ngày 28 thì chúng ta đã nhận được video vừa rồi. Hàng rào phòng thủ của quân đội Ukraine ở khu vực này đã sụp đổ. Quân đội Nga hiện tại đã chiếm được khoảng 20% xác Stalker cùng với khoảng 25% Novoukrainka. Tất nhiên thì đối với các bước tiến ở Novoukrainka thì chúng ta lại chưa có video xác minh, nhưng dựa vào tốc độ tiến công thần tốc của quân đội Nga vào lúc này thì khả năng rất cao chúng là sự thật. Thời gian tới đương nhiên là người Nga sẽ tìm cách giải quyết nhanh gọn cả ba khu định cư là xác Stalker, Novoukrainka cùng với Yasna Polyana. Để rồi sau đó, họ sẽ dồn toàn lực vào Maximivka. Về phía quân đội Ukraine, mình nghĩ họ sẽ bắt đầu phản kháng nhiều hơn ở khu định cư này, ít nhất là để câu thêm thời gian. Vì đằng sau Maximivka sẽ là toàn bộ các khu định cư chạy dọc theo dòng sông Sukhit Yali. Do đó, chắc chắn công binh Ukraine sẽ cần nhiều thời gian nhất có thể để họ củng cố lại hàng rào phòng thủ ở toàn bộ các khu định cư này. Giờ thì ta sẽ đến với Bohoyavlenka. Trong ngày 26, thì hệ thống bản đồ vẫn còn rất nhiều khu vực tranh chấp. Tuy nhiên, chỉ trong một ngày sau đó đến ngày 27, chúng ta đã nhận được video này cho thấy hai lá cờ được quân đội Nga treo trên nóc của một tòa nhà trung tâm thị trấn, xác nhận rằng người Nga thực sự trước đó đã chiếm thêm được một vùng lãnh thổ rất lớn. Đến ngày hôm nay thì chúng ta có một video nữa cũng là những lá cờ được quân binh Nga treo lên. Tuy nhiên lần này, căn nhà được xác định là căn nhà này ở khu vực phía đông thị trấn cũng xác nhận luôn rằng người Nga đã mở rộng vùng chiếm được của họ về phía này. Đối với khu vực nông trại ở phía tây khu định cư thì chúng ta không có video gì, nhưng vẫn có thông báo từ mapper trung lập cho biết khu vực này hiện tại cũng đã nằm trong tay quân đội Nga. Đối với khu vực phía bắc thì đến giờ chúng ta chưa nhận được bất kỳ một tin tức nào. Dẫu sao thì mình nghĩ quân đội Nga cũng đã giành quyền kiểm soát.
chẳng qua là các kênh tin chưa đưa lên thông báo mà thôi. Sau khi giải quyết xong Bohoyavlenka, tất nhiên rồi, mục tiêu tiếp theo của quân đội Nga sẽ là Chudov ở ngay phía trên. Họ sẽ cần chiếm nốt khu định cư này thì mới có thể tiếp cận được dãy các khu định cư nằm dọc theo sông Sukhi Yali. Di chuyển đến Katerinivka, trước hết hãy cùng lùi thời gian về ngày 26. Đây là hình thể của tiền tuyến trong ngày 26, còn đây là ngày 27. Quân đội Nga đã thành công có mặt ở khu vực phía đông nam của Yali Javetivka, cũng như chiếm được khu vực nông trại ở phía nam Katerinivka, thành công chiếm được thêm hai hàng cây nữa. Còn đối với Katerinivka thì họ cũng đã giành thêm được một khu vực nhỏ ở ngay phía bên tay trái nông trại phía nam thị trấn, đồng thời mở rộng phạm vi kiểm soát ra toàn bộ khu vực trung tâm khu định cư. Có kênh tin Nga cho biết trên thực tế thì quân đội Nga đã kiểm soát được toàn bộ Katerinivka, nhưng tuy nhiên mình đang hơi nghi ngờ về việc này và mình sẽ giải thích cho các bạn là vì sao. Cùng xem video, đây là một khu tưởng niệm ở trung tâm khu định cư, có tượng của một người lính Liên Xô và quân binh Nga thì đang cố treo lá cờ của họ lên ở ngay khu tưởng niệm này. Dựa vào video này thì nhiều mapper đã cho rằng toàn bộ Katerinivka bị quân đội Nga kiểm soát, nhưng trên thực tế thì điều này là không đúng sự thật. Hiện tại thì có nhiều nhóm quân Ukraine vẫn đang bị mắc kẹt ở bên trong khu định cư này. Lý do là bởi vì cách đây vài tuần thì quân đội Nga đã phá hủy toàn bộ các cây cầu bắc ngang qua dòng sông dẫn đến khu định cư. Do đó những nhóm quân Ukraine này đã bị mắc kẹt và hiện tại họ không thể rút lui ra khỏi khu định cư được nữa. Điều đáng chú ý là quân đội Nga cũng đang không hề có ý định giải quyết những nhóm quân Ukraine còn sót lại này, mà họ chỉ đơn giản là bao vây và mặc kệ trong những lúc mà đơn vị khác của mình tiếp tục tấn công hướng đến Yali Javetivka. Vì đến một thời điểm nào đó, khi mà những nhóm quân Ukraine ở bên trong Katerinivka hết lương thực cũng như đạn dược, họ tự khắc sẽ phải ra đầu hàng. Còn trong trường hợp người Ukraine vẫn có thể đưa tiếp tế thông qua máy bay không người lái, thì quân đội Nga cũng chỉ cần đơn giản là tiếp tục tấn công, đẩy xa tiền tuyến hơn về phía Tây Bắc cho đến khi nào máy bay không người lái của quân đội Ukraine không thể tiếp cận được Katerinivka nữa. Tổng kết lại, chiến dịch hướng đến dòng sông Sukhi Yali của quân đội Nga hiện tại đang có 4 mũi tấn công chính nhắm vào 4 khu định cư khác nhau. Đó là Sakhstakhr, Novoukrainka, Bohoyavlenka và Katerinivka. Quân đội Ukraine thì chưa thể cản trở bất kỳ một mũi tấn công nào trong cả 4 mũi tấn công này, bởi đơn giản là vì hàng rào phòng thủ của họ đã bị xuyên thủng và giờ thì họ đang chuẩn bị một phòng tuyến mới ở các khu định cư nằm dọc theo dòng sông. Trong khi các cuộc giao tranh đang diễn ra rất khốc liệt ở phía nam, thì ở phía bắc, tình hình ở xung quanh Kurakhov cũng đang không hề kém cạnh. Cần phải nhắc lại rằng Kurakhov chính là mục tiêu của quân đội Nga từ giờ cho đến cuối năm. Họ sẽ cố gắng chiếm được khu định cư này càng sớm càng tốt. Và nếu như Kurakhov sụp đổ thì nó sẽ lại là một chiến thắng vang dội nữa cho quân đội Nga. Lúc đó thì tiền tuyến sẽ bị đẩy xa hơn về phía Tây, khoảng trống tác chiến sẽ được mở ra cho quân đội Nga và họ sẽ được chọn là mình sẽ đánh tiếp về hướng nào. Đối với các video về phía Tây thị trấn, chúng ta có video cho thấy quân đội Nga dội hỏa lực vào một điểm đóng quân của lữ đoàn không vận số 46. Còn ở phía Đông thì ta có video cho thấy người Nga đã dội hỏa lực vào các khu vực công sự và dãy chiến hào nằm bao quanh khu định cư. Trong ngày hôm qua thì chúng ta có video này cho thấy dãy chiến hào ở phía Đông bị quân đội Nga tấn công bằng hệ thống lựu pháo tự hành Grad. Nói chung là vẫn còn rất nhiều thứ mà quân đội Nga cần phải dội hỏa lực, nhưng đây cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Những công sự này dù có kiên cố đến mấy thì đến một lúc nào đó cũng sẽ phải vụn vỡ và người Nga sẽ lại tiếp tục phát động tiến công trực diện. Di chuyển đến cái nồi hầm ở Kurakhivka, trước hết chúng ta có tin tức từ mapper trung lập cho biết quân đội Nga đã giành quyền kiểm soát toàn bộ mỏ than số 42. Tiếp theo nữa là video này cho thấy quân binh Ukraine di chuyển một cách rệu rã trên khu vực cánh đồng. Có vẻ như là họ đang rút lui hoặc là tự ý bỏ lại vị trí của mình hay là gì đó. Trên những người quân binh này không hề có vũ khí và họ đã cực kỳ kiệt sức rồi. Đối với Hienik, mapper thân Ukraine cho biết quân đội Nga đã kiểm soát toàn bộ khu định cư này. Tuy nhiên chúng ta lại chưa có video xác minh. Còn đối với Kurakhivka, nhiều kênh tin cho biết giao tranh đang diễn ra rất khốc liệt. Ngoài ra thì có thông tin bổ sung rằng lực lượng của hai lữ đoàn là 46 và 33 của quân đội Ukraine tại đây hiện tại đã bị quân đội Nga bao vây hoàn toàn. Vậy có vẻ như chúng ta đã có thể đếm ngày mà toàn bộ cái nồi hầm này sụp đổ, quân đội Nga sẽ giải quyết nó rất nhanh mà thôi. Di chuyển đến Sukhorin, Bộ Quốc phòng Nga đưa ra thông báo cho biết quân đội Nga đã thành công kiểm soát toàn bộ thị trấn. Vì thế mình cũng đã thay đổi lại hệ thống bản đồ.
Ngoài ra, chúng ta còn có video này ở khu vực phía Tây, cho thấy máy bay không người lái của quân đội Ukraine thành công mai phục tới 7 quân nhân Nga và đã tiêu diệt toàn bộ. Dựa vào video thì ta có thể đưa ra kết luận rằng người Nga đang muốn nhắm đến Voznesenka ở đây để họ có thể bao vây được Kremlina Banka cũng như là Novoselitivka từ phía Tây, tạo ra một cái nồi hầm nhỏ lên lực lượng Ukraine ở hai khu định cư này. Khả năng cao là quân đội Nga sẽ thực hiện thành công mục tiêu của họ. Một vùng lãnh thổ mới như thế này, theo mình là không có gì khó khăn cả để người Nga giành lấy nó. Quân đội Nga thì đã và đang bắt đầu di chuyển đến hồ chứa nước ở Kurakhov từ hướng này. Trước mắt thì họ sẽ cần tiếp cận đường sắt, vì từ đầu năm cho đến giờ thì việc tấn công dọc theo đường sắt luôn mang lại cho quân Nga rất nhiều lợi thế. Nhờ có đường sắt mà người Nga đã chiếm được Seledov. Còn nếu như lùi thời gian về xa hơn nữa thì trong quá khứ họ cũng đã chiếm được toàn bộ những khu định cư chạy dọc theo tuyến đường sắt, đó chính là từ Ocheritin đến Novorodivka. Thực ra thì việc di chuyển theo đường sắt mang lại lợi thế cụ thể gì cho quân đội Nga thì mình cũng không biết, chỉ biết là họ luôn luôn đạt được những bước tiến rất đáng kinh ngạc. Di chuyển đến Seledov, trong ngày hôm qua chúng ta nhận được thêm rất nhiều tin tức mới, nhưng đáng tiếc lại không có bất kỳ video xác minh nào. Mapper trung lập cho biết rằng người Nga đã chiếm nốt khu vực ở phía Tây Bắc, thành công nắm trọn toàn bộ thị trấn. Còn Mapper thân Ukraine thì cho biết rằng quân đội Nga cũng đã dấn sâu hơn sang phía Tây, từ khu vực đường sắt để chiếm thêm được một hàng cây nữa, hay nói cách khác là một vùng lãnh thổ như mình đang vạch ra. Hiện tại thì ta chưa thể xác định được xem đây chỉ là hoạt động mở rộng vùng kiểm soát ở mạn sườn để đảm bảo an toàn từ phía quân Nga, hay là họ đã và đang dục dịch di chuyển tiếp về phía Tây, nhắm đến Novoleksivka. Trong trường hợp khu định cư này sụp đổ thì quân đội Nga sẽ mở ra cánh cửa để đánh vào dãy các trận địa phòng thủ nằm ở ngay khu vực phía nam thị trấn. Vấn đề của các trận địa phòng thủ này là trong quá khứ, quân đội Ukraine xây chúng quay mặt về phía nam vì họ đoán sau này quân đội Nga sẽ đánh vào từ hướng đó. Thế nhưng giờ thì người Nga lại đang đánh vào từ hướng bắc, vì thế mình đoán khả năng cao là quân đội Ukraine sẽ không trụ lại ở khu vực này quá lâu mà sẽ rút lui luôn về phía tây. Sau khi giải quyết được các trận địa này thì hành lang đánh vào Andriivka ở phía bên dưới sẽ mở ra cho quân đội Nga. Nhưng tuy nhiên, nói về điều này thì có lẽ vẫn là hơi xa vời. Mình nghĩ là phải vài tháng nữa. Dù sao đi nữa, tình hình ở mặt trận này đến giờ thì vẫn chưa thể tốt hơn cho quân đội Ukraine. Di chuyển tiếp lên khu vực ở phía bắc, giao tranh hiện tại vẫn đang diễn ra rất khốc liệt ở khu vực mỏ than Novorodivka số 3. Thế trận đang là 50-50, chưa phe nào thực sự giành được lợi thế, và họ vẫn đang phải tiếp tục gửi thêm quân chi viện đến đây để đối chọi với kẻ địch. Chúng ta có video cho thấy quân đội Nga đã dội bom FAB vào khu vực ở phía nam Minorad. Và trên thực tế thì đây là một điều rất quan trọng, vì nó xác nhận cho chúng ta rằng người Nga đang trong giai đoạn chuẩn bị trước khi mà phát động tấn công trực diện. Mục tiêu của họ trong thời gian tới không cần phải là chiếm được toàn bộ Minorad, mà theo mình chỉ cần chiếm được mỏ than này thôi, có tên mỏ than là Dmitrova 596. Nếu như người Nga thực sự làm được điều này trước mùa đông thì đây sẽ là một bước chạy đà cực kỳ tốt cho họ để họ có thể chuẩn bị cho chiến dịch đánh vào Pokrov trong năm sau. Nói qua về Torez, trong ngày hôm nay chúng ta đã để lại khu dân cư Zabanka là vùng tranh chấp dựa vào những thông báo từ các mapper. Trên thực tế thì ngay từ đầu chúng ta đã không hề biết rõ được tình trạng của khu vực này. Liệu là quân đội Ukraine đã phản công và giành lại phần lớn khu dân cư từ tay quân đội Nga? Hay vốn dĩ là từ trước đến nay thì người Nga chưa hề chiếm được khu vực này bất kỳ một lần nào? Đối với Chasivya và Sivak thì trong ngày hôm nay chúng ta không có tin tức gì mới, do đó sẽ di chuyển luôn đến tiền tuyến Kupian. Đối với khu vực ở phía nam, giao tranh hiện tại vẫn đang diễn ra ở phía bắc Terni. Quân đội Nga thì đưa lên cho chúng ta một video cho thấy họ dội hỏa lực ác liệt vào khu vực ở phía nam cũng như trung tâm thị trấn. Dịch một chút lên trên đến Pesop Chanever, ngày hôm qua chúng ta nhận được video cho thấy quân đội Nga đã treo được lá cờ của họ lên một công trình ở phía bắc thị trấn. Còn đến ngày hôm nay thì ta có video cho thấy rất nhiều đợt tấn công bằng máy bay không người lái của quân đội Nga, và khu định cư này khả năng cao sẽ sụp đổ rất sớm. Di chuyển lên phía bắc, một kênh tin Nga khá uy tín cho biết quân đội Nga trong ngày hôm qua đã thành công xuyên thủng hàng rào phòng thủ của quân đội Ukraine. Họ thành công tiến sát đến cây cầu ở gần khu vực phía bắc của Petropavlivka, hay nói cách khác là người Nga đã chiếm được thêm một vùng lãnh thổ như thế này. Theo như mình hiểu thì đó là quân đội Nga sẽ chưa dừng lại ở đây mà họ sẽ còn dấn sâu hơn nữa. Giờ thì chúng ta cùng di chuyển đến Vokchan. Đã từ lâu ta không thảo luận về mặt trận này. Quân đội Nga gần đây lại đang gia tăng hoạt động quân sự của họ ở khu vực này. Mình nghĩ điều đó sẽ có liên quan trực tiếp đến tiền tuyến Kupiansk,
vì giờ đây đã không còn ai nghi ngờ gì về việc người Nga liệu có đẩy lùi được quân đội Ukraine về phía bên kia dòng sông Oskin hay không. Do đó, đã đến lúc để người Nga tiếp tục chiến dịch Vokchan của họ. Chúng ta có video cho thấy khu vực thành trì ở phía Bắc bị dội hỏa lực. Vào khoảng 3 tháng trước thì trông nó có vẻ ổn, chứ từ đây thì đúng chỉ còn là những đống đổ nát. Quân đội Ukraine chắc chắn sẽ không thể tận dụng các công trình này để ẩn nấp được nữa, đồng nghĩa với việc quân đội Nga đã có thể dấn sâu hơn. Mình cho rằng người Nga sẽ cố gắng kết thúc cuộc chiến cho thành phố này trong khoảng vài tuần nữa, rồi sau đó thì họ sẽ chuyển sang một mục tiêu mới, chính là tiến về Kupiansk từ phía đông bắc để tìm kiếm cơ hội tạo ra thế trận gọng kìm lên thành phố. Tất nhiên trước mắt thì người Nga vẫn cần phải giải quyết Vokchan trước, sau đó thì là Izium, tiếp đó là Kupiansk và cuối cùng là Slovyansk cũng như là Kramatorsk. Di chuyển đến vùng Kursk, trong ngày hôm nay chúng ta không có tin tức gì quá đáng chú ý. Tình hình ở trên mặt đất thì chưa có gì thay đổi, còn các kênh tin thì vẫn đang nói về sự việc có mặt của quân đội Triều Tiên ở khu vực này. Đừng quên rằng Tổng thư ký NATO Mark Rutte cũng đã xác nhận sự xuất hiện của binh sĩ Triều Tiên ở vùng Kursk. Lại là một hành động leo thang mới. Các cuộc đàm phán giữa Nga và Ukraine là điều không thể tránh khỏi và phải bắt đầu càng sớm càng tốt. Phó Verkhovna Rada hay là Quốc hội Ukraine Yevgeny Shevchenko cho biết, tất nhiên là càng sớm càng tốt, nhưng theo mình thì sớm mấy cũng không thể là ngay trong năm nay được. Cuộc xung đột này sẽ tiếp tục kéo dài sang năm sau. Ngoài ra, Tổng thống Volodymyr Zelensky gần đây cũng đã gia hạn thiết quân luật và kéo dài thời gian huy động lên thêm 90 ngày, tức là đã sang cả năm 2025. Và cuối cùng, ông Zelensky một lần nữa bác bỏ sáng kiến hòa bình của Trung Quốc, Brazil, ngụ ý là đóng băng tiền tuyến. Về cơ bản là vị Tổng thống không muốn chấp nhận kế hoạch này. Ông đồng ý đàm phán, nhưng là phải dựa trên biên giới Ukraine năm 1991. Và nếu như vậy thì Nga cũng sẽ không bao giờ đồng ý với thỏa thuận này. Và đó là tất cả thông tin có trong video này. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Chúc mọi người một ngày tốt lành.